Đứng dậy sột, treo lịch, đứng vị trí cấm kỵ này, kẻo phúc mất, nhà tan, tiền bạc, đội đón xa đi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có bao giờ bạn nghĩ là một việc đơn giản như treo quyển lịch trong nhà cũng cần phải tuân theo phong thủy và bạn có tưởng tượng được rằng những sai lầm nếu chúng ta thường vô tình mắc phải khi treo lên lại chính là nguyên nhân khiến tài lộc hao tán, tiền bạc đội nón ra đi, vận may giảm sút hay không? Các chuyên gia phong thủy có tiếng trong Hiệp hội Phong thủy Thế giới đã khẳng định rằng lịch treo tường chính là yếu tố đại diện cho dòng chảy thời gian của một ngôi nhà. Nó sẽ mang đến bình an, may mắn cho gia đạo nếu được bày trí đúng nơi, đúng chỗ. Và ngược lại, với những vị trí đại kỵ trong nhà, cứ hễ treo lịch là nghèo khó bủa vây, sức khỏe xá suốt, suy sẹo đủ đường. Vậy nên kiêng kỵ treo lịch ở những vị trí như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Phong thủy từ lâu đã được ứng dụng vào đời sống của người Việt Nam, không chỉ với những người làm kinh doanh mới chú trọng đến phong thủy. Ngày nay, nhiều người đã biết áp dụng nó vào phong thủy nhà ở để mong tạo được những năng lượng tích cực, giải trừ những điều không tốt. Bạn có thể treo lịch hợp phong thủy, có thể mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia đình. Rất nhiều người không để ý đến việc treo lịch và phạm phải kiêng kỵ mà không hay biết. Chỉ cần gia chủ nắm được cách treo lịch trong nhà hợp phong thủy cốt lõi sau đây thì sẽ dễ dàng tăng cường được nguồn năng lượng tốt vào ngôi nhà của mình, giúp công việc và cuộc sống thêm nhiều thuận lợi. Dưới đây là một số vị trí tuyệt đối không được treo trong nhà, tránh phạm phải phong thủy không đáng có. Thứ nhất, không treo lịch trong nhà vệ sinh và phòng tắm. Phòng tắm, nhà vệ sinh là những vị trí có nước sạch đến và thải nước đi. Nơi này ẩn chứa nhiều tạp khí không tốt, vậy nên nếu đặt lịch tại vị trí này cũng không phù hợp. Bởi lịch treo tường có ảnh hưởng tới tài vận. Nếu treo ở nhà tắm thì sẽ biểu trưng cho việc tiền đến rồi lại đi mất không thể tránh khỏi. Thứ hai, không treo lịch ngay trước cửa nhà. Lịch không bao giờ nên treo trước cửa nhà, vì nếu treo lịch ở đây, nó sẽ có ý nghĩa bạn đã đánh dấu thời gian vào nhà mình. Đồng nghĩa, lịch còn có thể hạn chế năng lượng vào nhà mình. Thứ ba, trong phòng ngủ không nên treo lịch. Phòng ngủ là nơi ta sẽ nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng. Vì vậy, nếu đặt lịch ở đây sẽ không phù hợp, năng lượng tốt cũng sẽ vì lịch mà bị phá vỡ đi. Thứ tư, cần tránh treo lịch trong phòng bếp. Nơi ăn uống là nơi mọi người sum tụ, quây quần bên nhau, nói với nhau những điều vui vẻ, tích cực. Vì vậy, bạn cũng không nên bỏ lịch ở nơi này. Treo lịch tại đây sẽ làm giới hạn đi sự vui vẻ, tích cực và ấm áp của gia đình, người thân với nhau. Thứ năm, không treo đàn lịch ở hướng đông của căn nhà. Phía đông trong phong thủy là quy định tượng trưng cho sức khỏe của gia chủ. Nếu gia chủ treo lịch ở vị trí này, nó sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của gia đình. Thứ sáu, cấm kỵ treo lịch cũ trong nhà. Cũng giống như việc không được treo đồng hồ chết trong nhà, lịch cũ cũng là một vật chứa nhiều ám khí xui xẻo mà gia chủ nên gỡ xuống ngay khi bước sang năm mới. Ai cũng mong muốn mỗi năm qua đi sẽ là cuốn theo mọi điều đen đủi và vận xui xẻo trôi qua hết, để năm mới được đón nhận nhiều niềm vui, tài lộc thịnh vượng. Theo quan niệm phong thủy, lịch cũ là biểu hiện cho sự trì trệ và ngưng động của năng lượng quá khứ, khiến cho bạn bị mắc kẹt bởi thời gian và không thể tiến lên phía trước để vươn tới thành công. Vậy nên hãy vứt cuốn lịch cũ đi. Trong trường hợp bạn yêu thích các hình ảnh của quyển lịch này, bạn có thể cắt những hình ảnh đó ra và giữ lại, chứ không nên lưu lại cả quyển lịch cũ trong nhà. Thứ bảy, tránh xa những cuốn lịch có hình ảnh tiêu cực. Khi chọn mua một quyển lịch, điều quan trọng cần lưu ý chính là hình ảnh xuất hiện trên quyển lịch đó.
Nếu trên lịch có chứa các nội dung tiêu cực, kích động bạo lực, xấu xa hoặc các biểu hiện của sự tức giận, động vật hung dữ thì ta không nên chọn. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn năng lượng tốt trong nhà và mang tới điều không may cho cả năm sau đó. Không chỉ vậy, khi gia chủ nhìn vào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng, khiến tinh thần bị xáo trộn, không tốt cho sức khỏe. Gia chủ nên chọn hình ảnh tốt lành như phúc lộc thọ, hoa mai, hoa đào, thân tài, long vượng xung vầy. Không phải ngẫu nhiên người ta in chúng lên lịch, mà trong mỗi hình ảnh đều ẩn chứa những câu chuyện, ý nghĩa phong thủy riêng. Ví dụ, tam đa phúc lộc thọ mang ý nghĩa sẽ mang mọi điều may mắn, trọn vẹn đến cho gia đình. Hay hoa đào hoặc hoa mai thể hiện sự may mắn và những lời chúc tốt đẹp. Quý vị thân mến, có thể nói rằng việc bày trí lịch treo tường trong phong thủy là vô cùng cần thiết, bởi nó sẽ tỏa ra luồng chính khí sinh lực bao quanh các thành viên trong nhà, giúp họ tu dưỡng đạo đức, giữ gìn sự thành tâm và nỗ lực chiến đấu về những hoài bão tốt đẹp. Treo lịch đúng phong thủy sẽ tạo nên vượng khí tròn đầy, phù hợp cho cả gia đình được bình an và may mắn trong cuộc sống. Vậy đâu là những mẹo đơn giản để treo lịch đúng phong thủy mà các gia chủ cần lưu ý? Kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình những vị trí phù hợp để treo lịch trong nhà. Thứ nhất, treo lịch trong phòng khách. Phòng khách sẽ là địa điểm rất thích hợp để bạn treo lịch. Lịch treo phòng khách có chức năng thanh lọc không khí, trừ tà. Vì vậy, khi lựa chọn treo lịch ở đây trong không gian sẽ có ý nghĩa xua đuổi tà khí u ám, đón những vận may mắn, suôn sẻ. Tuy nhiên, khi đi chọn lịch để treo, bạn nên cân nhắc chọn loại lịch phù hợp với tuổi mạng, sinh mệnh và can chi. Có như vậy, khi hợp phong thủy, hòa khí giữa con người và thiên nhiên, vạn vật xung quanh sẽ được dung hòa, cuộc sống sẽ được cải thiện theo chiều hướng tích cực. Khi chọn lịch treo phòng khách đúng phong thủy, nó sẽ tạo nên sự sung túc trong gia đình và mang lại sự thanh tịnh, bình an cho từng thành viên. Thứ hai, đặt cuốn lịch cá nhân trên bàn làm việc, bàn học. Phòng làm việc hay phòng học đều là những vị trí thích hợp để dùng lịch trang trí. Đặt lịch tại phòng làm việc giúp kiểm soát, sắp xếp công việc, kinh doanh thuận lợi hơn. Còn lịch tại bàn học sẽ giúp các con lên kế hoạch học tập tốt nhất, thâu tóm được mọi kiến thức và trở nên hiểu biết, thông minh. Thứ ba, nên treo lịch ở hướng Bắc trong nhà. Nhiều chuyên gia phong thủy treo lịch ở hướng Bắc trong phòng khách hoặc phòng làm việc sẽ giúp kích thích luồng công việc tốt. Vị trí treo lịch trong nhà hướng Bắc sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho các thành viên trong gia đình. Thứ tư, treo lịch ở nơi có độ cao thuận tiện. Lịch treo tường nên được treo độ cao thuận tiện để các thành viên có thể dừng lại xem và dễ dàng lật dở các trang lịch. Trung tâm lịch sẽ đối mặt với người xem, phần thứ ngày, tháng bên dưới sẽ ngang với tầm mắt, sẽ là vị trí phù hợp nhất. Mọi người không chỉ dễ dàng xem ngày tháng mà còn có thể quan sát thêm những hình ảnh, nội dung trên cuốn lịch. Nếu treo quá cao sẽ khiến người xem mỏi cổ cũng như gặp khó khăn trong việc ghi chú lại những ngày quan trọng. Nếu quá thấp sẽ hạ thấp giá trị sản phẩm cũng như mất đi tính thẩm mỹ tổng quan. Thứ năm, chọn nơi dễ theo dõi. Công dụng chính của lịch chính là để mọi người theo dõi thời gian và ghi chú. Vì thế, lịch cần treo ở những nơi dễ thấy, dễ theo dõi như phòng khách, hành lang, cửa ra vào, bàn làm việc. Nhưng vị trí treo lịch trong nhà này là nơi mà các thành viên thường xuyên đi qua, đi lại, có thể dễ dàng xác định được thời gian. Đối với bàn làm việc thì nên để lịch để bàn thay vì lịch treo tường, bởi sự thuận tiện trong sử dụng cao. Thứ sáu, chọn treo lịch mang ý nghĩa biểu tượng phong thủy. Nếu bạn để ý, sẽ thấy đa số lịch treo tường đều sẽ in những hình ảnh như phúc lộc thọ, hoa mai, hoa đào, long vượng xung vầy. Không phải ngẫu nhiên mà người ta in chúng lên lịch Tết, mà trong mỗi hình ảnh đều ẩn chứa những câu chuyện, ý nghĩa phong thủy riêng. Ví dụ, tam đa phúc, lộc, thọ mang ý nghĩa sẽ mang mọi điều may mắn trọn vẹn đến cho gia đình. Hoa đào, hoa mai thể hiện cho sự may mắn và những lời chúc tốt đẹp. Long vượng xung vầy chỉ sự hạnh phúc đôi lứa, công danh sự nghiệp tân tới, thịnh vượng về tài lộc và địa vị công danh. Thứ bảy, treo lịch trong phòng thờ. Lịch mang hơi hướng của sự trang nghiêm. Vì vậy, với một chốn linh thiêng như phòng thờ thì việc để một cuốn lịch là hoàn toàn hợp lý.
Nó sẽ giúp cân bằng điều hòa âm dương, mang đến nhiều may mắn, phúc lành và gia đình êm ấm cho gia chủ. Khi lựa chọn lịch hợp phong thủy để treo lên bàn thờ, thì tổ tiên sẽ phù hộ từ đó làm ăn phát tài, phát lộc, ấm êm, hạnh phúc. Cách chọn lịch phù hợp theo phong thủy bản mệnh ngũ hành. Thứ nhất, mệnh kim. Mệnh kim hợp với những màu như vàng, trắng, nâu đất, xám bạc, xám. Vì vậy, có thể chọn lịch treo phong thủy có những màu này chủ đạo. Họa tiết có thể chọn gồm họa tươi sắc, hình vẽ nghệ thuật trên tông cam, vàng. Thứ hai, mệnh mộc. Treo lịch đúng phong thủy hợp mệnh mộc nên chọn lịch với màu sắc chủ đạo là màu xanh lá, xanh biển, đen cùng các họa tiết như cây cối, đồi núi. Thứ ba, mệnh thủy. Màu xanh biển, đen, trắng là những màu tương hợp, tương sinh với mệnh thủy nên những người mệnh này có thể chọn lịch những màu như vậy để đẩy kích hoạt năng lượng tốt. Họa tiết biển, núi rừng phù hợp để lựa chọn. Thứ tư, mệnh hỏa. Người mệnh hỏa có thể tìm được mẫu lịch treo tường đẹp có màu sắc tốt với bản mệnh, bao gồm đỏ, tím, hồng. Trong thiết kế có thể có các họa tiết như hoàng hôn, hoa đỏ, hình khối thì càng tốt. Thứ năm, mệnh thổ. Mệnh thổ nên chọn các lịch treo tường có các màu nâu, vàng, hồng, đỏ, tím tương sinh, tương hợp với bản mệnh, cùng các họa tiết như hoàng hôn, đất, sa mạc, tòa nhà. Gia chủ cũng có thể treo lịch có biểu tượng phong thủy như phúc lộc thọ, thần tài, hoa mai, hoa đào, mã đáo, thành công. Mỗi hình ảnh mang ý nghĩa phong thủy tốt lành riêng. Quý vị thân mến, việc treo lịch theo phong thủy đúng hướng, phù hợp với tuổi tác và thị hiếu thẩm mỹ của gia chủ là điều rất cần thiết. Việc xác định đúng vị trí treo lịch trong nhà tạo ra được nguồn trường khí sinh lực bao quanh gia chủ và các thành viên trong gia đình, giúp mọi người gặp được nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Đồng thời cũng giúp con người tu tâm dưỡng tính và sẵn sàng chiến đấu với cái xấu, hướng tới một tương lai tốt đẹp. Vậy hãy lựa chọn vị trí theo lịch một cách đúng nhất và hợp phong thủy nhất. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.